Chào các bạn, chào buổi sáng. Các bạn ơi, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái món xôi sầu riêng đi nha các bạn. Ở trong tủ mình, tủ đông mình còn muối sầu riêng mà mình để ngăn đông, mình để xuống hồi tối mà các bạn. Để xuống ngăn mát lúc tối. Bây giờ mình bỏ vô đây một mình đã rửa rồi một cái lon nếp nè. Nếp này là nếp ngon lắm nha các bạn, nếp nếp trứng ngỗng miền Nam của mình đó. Nếp trứng ngỗng á. Rồi đây là 100 g đậu xanh mình cũng đã ngâm và rửa xong rồi nè, mình bỏ vô nha. Giữa mùa này ăn sáng mà cho nó ăn bánh mì với bơ với ăn bánh mì với pate hoài nó ngán các bạn. Hôm nay còn có miếng đậu xanh nè. Bà ngoại lấy ra, bà ngoại tính nấu nấu sôi rồi bỏ sầu riêng vô cho nó ăn. Cho gia đình nhỏ mình nó ăn. Các bạn trộn vô ha, trộn vô nếp và bằng miếng đậu xanh, là có đậu xanh ăn nó dễ tiêu hóa các bạn, nó đẹp da nữa. Mình thích ăn xôi có đậu xanh, các bạn trộn đều nha. Mình nấu bằng một cái nồi cơm điện, từ ngày mà có nồi cơm điện tới giờ mình thích ăn xôi lắm, nấu nó dễ, mình khỏi cần ngâm nếp ngâm gì trước hết đó. Nấu nó nhanh, rất là nhanh. Mình nấu sôi mà mình nấu ít quá rồi mình đem mình hấp đồ này kia nọ nó lâu lắm nha các bạn. Nấu cái nồi cơm điện nó rất là ngon mà rất là nhanh. Mình cho nếp nó sắp sắp nước thì trước khi nó cho nếp nó vô nước á thì mình bỏ vô đây miếng muối nè các bạn. Bỏ miếng muối nha. Cho nó đậm đà. Các bạn muốn cho đẹp da, muốn cho dễ tiêu hóa thì các bạn thêm miếng nghệ. Mình lúc nào mình cũng thích ăn nghệ hết các bạn ơi. Nghệ ăn rất tốt cho sức khỏe, rất tốt cho cái lúc này nè. Rồi các bạn bỏ vô đây một miếng cốt dừa nha. Mình không ăn nhiều thì mình bỏ ít. Trộn đều. Trộn đều lên nha các bạn. Cái phần sầu riêng này mình để làm sau sôi chín rồi mình tán sầu riêng ra mình trộn. Mình bỏ vô đây miếng nước nè, nước sắp sắp. Các bạn bưng các bạn lắc lắc mà các bạn thấy cái nếp với lại cái nước này nó sắp sắp tôi như thế này nha các bạn. Rồi để bắt lên nấu, nấu như nấu cơm mà chừng nào nó chín là nó kêu mình là được rồi đó. 10 phút rồi các bạn ơi, từ ngày mà có cái nồi nồi cơm điện tới bây giờ nè. Rồi mới mình hay ăn xôi lắm. Nấu như thế này nó ngon dữ lắm mà nó gọn mà nó nhanh nữa. Khỏi cần xôi, xôi mình nấu phải nấu nhiều. Mà xôi thì mình nấu bằng cái xửng hấp. Nó vất vả lắm nha các bạn. Nấu bằng xửng hấp nó vất vả lắm. Nè, các bạn lắc sao các bạn thấy nó sắp sắp như thế này là được rồi nè. Nè. Đó. Nước là như thế đó là được rồi đó. Bây giờ mình đem lại đây mình bỏ lên cái nồi cơm. Tại vì đậu mình là mình có ngâm rồi mấy tiếng đồng hồ, thành ra nước mình để sắp sắp vậy là được rồi nha các bạn. Chỉ để sắp như vậy thôi. Mình cắm đèn. Rồi, mình đợi chừng nào nó chín mình dỡ ra nha. Nhanh lắm các bạn. Các bạn ơi, trong khi thời gian mình
chờ sôi nó chín mình tán cái sầu riêng này ra nha các bạn. Nói là sôi sầu riêng nhưng mà mình không có bỏ nhiều, mình bỏ mình lấy cái vị với cái mùi thôi. Tán sầu riêng này ra này để lát mình trộn vô xôi nha các bạn. Ở thành phố này có người bán xôi sầu riêng nhưng mà người ta trộn rất là ít, mà người ta không có bỏ đậu xanh đâu, người ta bị chỉ một lớp sầu riêng qua thôi và nếp thôi nha các bạn. Mình thì mình có cái gì mình bỏ cái nấy, mình thích ăn cái gì thì mình bỏ cái nấy. Nên mình tán nhuyễn ra nè, thì mình bỏ thêm miếng đường miếng muối vô đây. Hồi nãy ở trong nồi xôi là đã có muối rồi, thì bây giờ mình khỏi có bỏ muối cũng được, mình bỏ vô đây chút xíu đường. Rồi mình trộn vô xôi ít thôi nha các bạn, chút xíu muối nữa đi. Còn hai muối này thì để lát mình để lên mặt mình chụp hình, mình để tủ đá rồi giờ mình để xuống. Cho nó đậm đà lên một chút xíu muối thôi ha, mình tán nhuyễn ra. Nồi xôi mình sắp được rồi đó các bạn, mình tán cái này ra để mình trộn vô này. Một muối này mà mình trộn với một lon nếp là mình thấy nhiều rồi đó các bạn, tại vì sầu riêng nhiều năng lượng lắm, mình không có ăn nhiều, cho nó có vị và có mùi là được rồi đó. Không phải xôi sầu riêng là ăn sầu riêng nhiều thật nhiều mà ngon đâu nha các bạn, mình ăn mình phải để cái vị xôi có hương sầu riêng ha. Mình tán nhuyễn ra nè, đường với muối trong đây. Bạn ơi, mình trộn sầu riêng với tán hồi nãy đó các bạn, mình trộn vô đây nè, mình trộn vô đây rồi mình nhấn cái nút trở lại cho nó hòa quyện nha các bạn. Mình nấu rất là ít, có một lon nếp thôi, tại vì nhà mình không có ai ăn, có hai mẹ con hả các bạn. Đây là một dĩa nè đó, mình, các bạn thấy nó lưng chừng ở dưới không đó. Phải ở trong đồng trong quê mà con cái nhiều mình nấu một nồi dung ra cái sáng mình ăn cho nó vui nha các bạn ha. Con này ăn ít quá, có làm YouTube quá. Rồi bắt đầu mình đậy cái nồi lại là mình làm thêm hấp lại thêm một tăng nữa nha các bạn. Rồi là đã có xôi sầu riêng ăn rồi đó.